chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn tựa game Island Manor. Đây là một tựa game khá giống với tựa game Hero 3. Một cái tựa game điều khiển từng đi bước đi nước bước. Nhưng mà game này thiết kế với đồ họa 8-bit cho chúng ta một cảm giác trải nghiệm game cực kỳ mới lạ. Thì lấy bối cảnh là chúng ta sẽ tham gia là một các phi hành gia đến tiêu diệt những quái vật vũ trụ. Ở đây thì chúng ta sẽ có rất là nhiều bàn chơi ở đây, các bạn có thể nhìn thấy, và mình sẽ vào bàn chơi thứ hai thôi. Đây là các phi hành gia của chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tiêu diệt hết tất cả các quái vật ở trên bàn chơi. Đấy, cách tiêu diệt thì cũng khá đơn giản thôi. Chúng ta sẽ di chuyển lên, sẽ cho các thanh niên này là có khả năng đánh gần để có thể ra di chuyển. Đây, chúng ta sẽ bố trí đi nào cho hợp lý. Đây, đi. Thì mỗi nhân vật đây thì nó sẽ được đi 2 bước, và các bạn hãy để ý các bước đi của bạn. Đây, và đi đến đây là hết cỡ rồi. Đấy, chúng ta sẽ di chuyển cho các thanh niên này đi lại gần. Thì nếu mà theo cái lượt đi này thì chúng ta chỉ bước được 2 lần, và nếu mà không chưa tiếp cận được đối thủ thì vẫn chưa thể xuất ra được các đòn đánh. Và chúng ta chiến thuật là nên dồn hết quân lên để nó áp sát đối thủ. Đấy, ngoài ra thì nó chia ra 2 lớp nhân vật, là lớp này có thể bắn được và một lớp thì chỉ di chuyển được thôi. Còn thanh niên này bắn được thì phải di chuyển thêm một chút nữa. Đấy, ra đây và bắn thôi. Đấy. Thì đây là đến lượt turn của đối thủ. Thì đây là có các màn cào cấu nhau. Thì ở đây thì nó khác với Hero là nếu đánh một phát thì hết. Đánh nó team bạn đánh team mình thì team mình không được phép đánh lại, và sau đợi team mình đánh thì team bạn không được phép đánh lại, nên phải chờ đợi các lượt đánh. Thì ở đây thì chúng ta nên có một cái chiến thuật rõ ràng thì mới có thể dễ dàng vượt qua được. Ví dụ như này là phải đánh chó đàn và đập chết một con trước thì nó mới dễ dàng để có thể vượt ải. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta đang ở đây, nó đứng với cái thế trận này thì có rất là khó khăn khi mà chúng ta muốn vượt qua. Và các nhân vật này thì nó cũng chỉ bắn được theo đường thẳng thôi. Ví dụ như con này nó chỉ bắn được theo đường thẳng và nó không có thêm một con đường nào khác để nó sử dụng. Ở đây thì chúng ta hiện tại chúng ta đang bị kẹt rồi. Đánh này đánh solo thì khá là tốn quân, nên các bạn cần thiết phải để ý là thanh niên này phải cho nó cắn đi. Đấy, chúng ta sẽ không thể di chuyển được vào trong, khá là khó. Đánh thêm ván nữa đi. Rồi, ngon. Quân ta vẫn còn lượt, chúng ta còn 2 lượt đánh cơ mà. Đấy, rất là ngon. Khi mà chúng ta đã di chuyển đến nơi thì chúng ta sẽ được 2 lượt đánh nữa và clear team bạn một cách dễ dàng. Thì ở game này thì cho phục vụ cho những bạn có sở thích gọi là muốn thử nghiệm các tựa game chiến thuật, hay muốn đánh kiểu cho chúng ta những cảm giác mới lạ, thì các bạn có thể download và trải nghiệm game này. Thì ngoài ra thì vào đây thì chúng ta sẽ có cái phần gọi là có các xem quân đội của chúng ta. Chúng ta hiện tại mới mở được 3 thằng, một thằng bắn súng, một thằng đại bàng, một thằng lính bình thường thôi. Đấy, ngoài ra thì còn nó lựa chọn để các tựa quân lúc khởi đầu để cho chúng ta có một sức mạnh khác nhau với một chiến thuật khác nhau nữa. Thì hiện tại thì bọn này nó cũng chỉ ra được lần lượt từng con thôi, tại vì chúng ta đã chặn được một con ở đây rồi nên nó khá là khó chịu. Tiếp tục cho thanh niên này ngồi cao cấu ơi, cao này. Thanh niên này bắn nốt đi này, bắn 2 phát mà chúng ta đang đứng tại chỗ nên bắn được thoải mái luôn. Và có các màn cao cấu tiếp đến từ thanh niên này. Đấy, thì các bạn thấy là ở một số cái bàn chơi đầu thì cách điều khiển khá đơn giản, nhưng mà mình lưu ý là các bạn nên điều khiển những con nào mà không quá là tốn lượt. Nếu mà tốn lượt thì chúng ta sẽ dễ thua hơn, hay hoặc là không có cái khả năng chiến thuật hay ho. Ví dụ như mình vừa xếp con đấy là khá sai lầm khi mà để cho team bạn là nó cứ đánh lần lượt và cầu máu con này của mình đến chết. Nhưng mà mình đánh để nó đây là nhiệm vụ của nó là phải chặn đường, không cho mấy con này nó tràn ra, nó giết mấy con ngoài này, nên nó cũng là có phần nào là chiến thuật. Đấy, ta sẽ di chuyển ra đây để có thể đường ngắm bắn một cách dễ dàng, bắn theo đường thẳng và không thể bắn quá xa. Tiếp tục các màn cào cấu. Đấy, tiếp tục chúng ta sẽ đứng xếp hàng ở đây, đứng sang 2 bên đi. Đấy, tiếp tục qua màn chơi thì nó sẽ có một cảnh báo mà khi mà các bạn vẫn còn tiết kiệm khá lượt thì chúng ta sẽ có một cái mũi tên ở đây để next. Ngoài ra thì nút đây là cho chúng ta xem được cái chỉ số sức mạnh của từng con, và để có biết tính toán cái lượng đam đầy đủ để chúng ta có thể vượt qua. Ngoài ra thì âm thanh trong game nghe khá là dễ nhẹ nhàng và cho chúng ta một cái cảm giác có một vùng vũ trụ cực kỳ là hiểm nguy đang chờ đón. Nếu mà các thanh niên nào mà lạc giữa vũ trụ thì cũng ăn rất là nhiều thứ. Đấy, bắn rất là lâu. Và những con mà màu đỏ hơn thì những con này có chức năng hình như là boss hay sao ấy. Chúng ta sẽ có màn là xếp hàng đây. Đấy. Liên tục cào cấu để có thể vượt qua được bàn chơi. Cào nào.
chết bắt con rồi. Rồi chúng ta sẽ cào qua lượt này qua lượt khác. Đấy, còn tí nữa thôi, phát nữa rồi xong rồi. Khi mà chiến thắng thì chúng ta sẽ được game. Game để làm gì? Game để có thể chiêu mộ được thêm các thanh niên mới hoặc là nâng cấp lên. Đấy, và đến các next level thì trò chơi này gồm 20 level để chúng ta có thể vượt qua và trải nghiệm. Và bài hướng dẫn qua với tựa game Alien của mình đến đây kết thúc. Chúc các bạn phá đảo vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Và điểm save point làm gì? Điểm save point để cho các bạn khi mà các bạn chết thì các bạn có thể lưu lại được. Đấy, các bạn đi để ý là nên né mấy cái trở ngại kia. Và kinh nghiệm chơi cái trò này là các bạn không